Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Sửa Chuồng Thú Cưng. Và mình là Lam Hoàng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái chuồng cực kỳ đặc biệt, nuôi để dùng nuôi bò sét, bò sét, rồng Úc, nói chung là tất cả các dòng. Các bạn thích dòng gì thì các bạn cứ nuôi. Mời camera giới thiệu mọi người. Đây là một chiếc chuồng có tổng kích thước ngang 1m, dài 1m2, cao 40 và sâu 40. Chuồng này có một cái đặc biệt, rất nhiều sự đặc biệt. Bên ngoài là màu đen, bên trong là màu trắng, rất độc lạ đúng không ạ mọi người? Và điều đặc biệt của chiếc chuồng này, đây mời camera đưa thẳng trong đây cho mọi người coi. Đây là một chiếc chuồng thông minh được điều chỉnh bằng smart key nhé các bạn. Nút hoàn toàn cảm ứng đó, mọi người thấy không? Này mọi người nhìn đồng hồ nhá, mình tắt đồng hồ, tắt mở đồng hồ cho mọi người coi đó. Hoàn toàn cảm ứng. Chiếc chuồng này các bạn có thể điều khiển được, chỉ cần điện thoại của bạn có cùng tần sóng với chiếc chuồng này thì cho dù bạn có ở đâu thì bạn vẫn có thể điều khiển được nó. Chỉ cần kết nối wifi vào cái bộ phận này, bộ điều chỉnh này, là các bạn có thể điều khiển chuồng, tắt mở đèn, độ biến nhiệt, các thứ tân tập, mọi thứ đều bằng wifi nhá mọi người. Và trên chiếc chuồng này có một bộ điều khiển công tắc smart key và một chiếc đồng hồ biến nhiệt ở trong này. Ở trong này được thiết kế, đây là một, đây mới vào chúng ta sẽ thấy là một cánh cửa kính 8 ly. Bên hông là có lỗ để thoát hơi nhé mọi người. Mời camera ly vào trong đây một xíu. Ở trong đây sẽ có một đèn led, một đèn led và ba chui đèn sứ nhé mọi người. Và đây là công tắc để điều khiển, đây là công tắc của đồng hồ, đây là công tắc của đèn led và đây là công tắc để điều khiển hai bóng đèn. Tại vì do mình không có gắn bóng đèn vào để test cho mọi người coi cho nên là mình không có thể điều chỉnh được. Cái này nó có thể điều chỉnh bằng wifi nhé mọi người. Mình có một clip hướng dẫn để sử dụng cái đồng hồ này, mình sẽ để nó ở dưới phần mô tả nhé mọi người. Và mọi người muốn tìm hiểu được cái này thì mời mọi người coi hết clip và ấn xuống phần mô tả, mình sẽ để kèm một cái link ở dưới phần mô tả cho mọi người. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người. Hãy để lại bình luận để góp ý kiến cho Sửa Chuồng Thú Cưng nhé. Và đây là thông tin của chuồng, của xưởng. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại.